hơi tối. Trời ơi thế. Đã bảo chụp bằng máy này thì không chụp. Nhưng mà tối giờ ra hình thì nó vẫn thường hay là nó cũng tối. Ủa. Có dừng té nha. Xây hai nào. Lăn qua lơ rồi bây giờ. Cái cây này chắc là nó không sâu rồi, 2 mét rồi. Chứ có được ăn dừa nước không anh? Sao? Được ăn dừa nước không? Dừa nước mình không có ăn. Có ăn mà.